Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Tích cực giảm cân, Lee Min Ho chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi cũng làm dân tình bấn loạn vì đẹp xuất sắc. Sau thời gian phát tướng trong quân ngũ, nam diễn viên Lee Min Ho đang nỗ lực giảm cân lấy lại hình ảnh Mỹ Nam một thời. Hôm nay ngày 14 tháng 8, Lee Min Ho có đăng tải trên trang Instagram một số hình ảnh mới. Trong hình, nam diễn viên huyền thoại biển xanh diện áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây. Anh ngồi nghe điện thoại trong một căn phòng được trang trí hết sức sang chảnh. Lee Min Ho khiến dân tình bấn loạn khi khoe hình mặc áo sơ mi trắng. Ở góc chụp nghiêng, Lee Min Ho khoe được gương mặt điển trai ngời ngời với chiếc mũi cao nổi bật. Có thể thấy anh đã giảm cân khá nhiều so với lúc mới xuất ngũ. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi diện mạo của Lee Min Ho. Họ cho rằng anh đang quyến rũ và nam tính hơn khi bước vào trang tuổi 32. Sắp tới, Lee Min Ho sẽ bắt tay vào việc quay phim The King, The Internal Monarch. Trong phim này, anh đóng cặp với nữ diễn viên Kim Go-eun. Nhà sản xuất của tác phẩm vừa qua cũng lên tiếng xác nhận phim dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2020 trên đài SBS.